Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung chính sau. Open mainnet là thời hạn cuối cùng trong năm 2024. Tối đa hóa tiềm năng kinh doanh với thanh toán Pi, đôi bên cùng có lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi Tiến sĩ Nicolas tuyên bố mainnet mở, một điều kỳ diệu đã ra đời. 300 đô trên 1 Pi là vấn đề nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, một tin tuyệt vời cho cộng đồng Pi toàn cầu. Mới đây trên trang mạng xã hội Trung Quốc, tiến sĩ Cheng Zhao nhà đồng sáng lập Pi Network mới tuyên bố rằng thời hạn một năm để chúng tôi Open Minet là thời hạn cuối cùng trong năm 2024. Nhưng nó có thể đến sớm hơn. Hãy chờ đợi điều tốt đẹp xảy ra vào năm 2024. Tối đa hóa tiềm năng kinh doanh thanh toán với Pi đôi bên cùng có lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. p cũng có lợi thế lớn bởi những điều dưới đây. Thứ nhất, việc tăng giá của nhiều loại tiền crypto khác nhau, không phải ngẫu nhiên, đó là tính thanh khoản tiền lớn được bơm vào thị trường kỹ thuật số xảy ra sau giao thức 20. Thứ hai, sẽ tiếp tục đi lên theo sự biến động nhưng nó đang đạt đến cao với những đồng coi đang giao dịch, đạt giá trị mới với những đồng coi mới có công nghệ vượt trội. Thứ ba, cuối cùng, tiền giấy sẽ làm điều tương tự nhưng vì chúng ta đang chuyển sang nền kinh tế kỹ thuật số mới, nên tài sản kỹ thuật số phải đặt lại các giá trị đó trước tiên. Những gì Pi đang làm ở đây chưa từng được thực hiện trước đây. Nó không chỉ là việc khởi chạy một blockchain và đưa nó lên các sàn giao dịch. Mạng chính mở là một trong những mục tiêu, nhưng lít sàn không phải là mục tiêu. Trong thời đại mà sự đổi mới tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, Việc triển khai P payment nổi lên như một sự thay đổi mô hình. Ngoài việc mở rộng các lựa chọn thanh toán, nó còn thúc đẩy mối quan hệ cùng có lợi giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, mở đường cho một tương lai đầy tiềm năng. Việc áp dụng P payment không chỉ mở rộng phạm vi lựa chọn thanh toán mà còn mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp phát triển mạnh trong bối cảnh tài chính năng động. Bằng cách áp dụng giải pháp đổi mới này, các doanh nghiệp có thể khẳng định mình là người đi đầu trong sự thay đổi của ngành. P Payment trao quyền cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp cho họ sự linh hoạt và thuận tiện hơn trong các giao dịch của họ. Với khả năng sử dụng Pi làm phương thức thanh toán, người tiêu dùng có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm mượt mà và hiệu quả hơn, từ đó nâng cao sự hài lòng và trung thành của khách hàng. Bất chấp sự phản đối ban đầu đối với sự thay đổi, các doanh nghiệp chọn sử dụng P payment sẽ mở ra cho mình một thế giới cơ hội thông qua việc chủ động thích ứng và đổi mới, họ định vị bản thân để đạt được thành công lâu dài và khả năng phục hồi trong một thị trường luôn thay đổi. Sự hội tụ giữa việc áp dụng kinh doanh và nhu cầu của người tiêu dùng tạo ra một kịch bản có lợi cho tất cả các bên liên quan. Khi các doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai P payment họ mở đường cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng cho cả hai bên. Với Pi Payment sắp ra mắt, đã đến lúc ăn mừng cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Giải pháp thanh toán sáng tạo này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên tiến bộ và thịnh vượng, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn trong bối cảnh tài chính. Khi các doanh nghiệp và người tiêu dùng khai thác sức mạnh biến đổi của Pi Payment, họ bắt tay vào hành trình hướng tới thành công và thịnh vượng chung bằng cách chấp nhận sự phản kháng tích cực đối với sự thay đổi và áp dụng sự đổi mới. Họ mở đường cho một tương lai tươi sáng với vô số cơ hội. Khi tiến sĩ Nicolas tuyên bố ra mắt đất mở, một điều kỳ diệu đã ra đời. 300 đô một pi là vấn đề nhỏ. Trên khắp 233 quốc gia, những người đam mê tập trung lại để tôn vinh cột mốc quan trọng này, phản ánh sự phát triển và tác động của dự án với mạng lưới bao gồm 258.607 nút đang hoạt động và được hỗ trợ bởi người tiên phong trên toàn cầu. Pitwork vượt qua vi trạng thái dự án đơn thuần, nó đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới và đoàn kết, đại diện cho một sự sáng kiến hướng tới cộng đồng đã định hình lại câu chuyện về sự kiên trì, khéo léo và biến đổi. Ngay từ khi thành lập, Pinwork đã thu hút được sự chú ý và tương tác rộng rãi thu hút các cá nhân từ nhiều nền tảng và khu vực khác nhau. Đặc tính hòa nhập và hợp tác của dự án đã thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động, nơi mọi người tham gia đều đóng góp vào sự phát triển và thành công của dự án. Khi các lễ hội ngày Shopee diễn ra trên khắp thế giới, những người tham gia suy ngẫm về cuộc hành trình cho đến nay và nhìn về tương lai với sự lạc quan và phấn khích. Thông qua những nỗ lực chung của cộng đồng toàn cầu, quốc đã đạt được những cột mốc đáng chú ý và tiếp tục vượt qua ranh giới của những gì có thể làm được trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối. Khi chúng ta đi qua ngày Pi Day, chúng ta đã tái khẳng định cam kết của mình đối với các giá trị của sự đổi mới, sự thống nhất và tiến bộ được thể hiện bởi mạng Pi, đồng thời mong chờ những bước phát triển thú vị sắp tới. Khi Tiến sĩ tuyên bố ra mắt Mainnet mở, một điều kỳ diệu đã ra đời. 300 đô một pi chỉ là vấn đề nhỏ. Năm 2007, điện thoại di động Apple đã mở ra kỷ nguyên của điện thoại thông minh. Từ nay trở đi, Internet di động trong kỷ nguyên Web 2 đã xuất hiện và nhiều thương hiệu điện thoại di động khác nhau đã biến điện thoại di động của họ trở nên thông minh. Ngay sau đó, nhiều ứng dụng khác nhau ra đời và thời đại bước vào kỷ nguyên Web 2. Vào năm 2024, tiến sĩ sẽ mở ra kỷ nguyên web 3 p kỷ nguyên Internet phi tập trung. Chỉ cần mạng Pi mở chính thức, điều kỳ diệu đối với mọi người sẽ bắt đầu. Tôi rất mong chờ điều đó. Trong lịch sử có những hình mẫu đáng kinh ngạc và tương tự. Thời đại tiếp theo sẽ đến trong năm nay. Vì vậy chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Thư giãn đừng bỏ cuộc và hãy kiên trì. Trên thực tế chúng tôi rất mong chờ Web3P Ai sẽ bắt đầu kỷ nguyên Web3 thực sự? Nó phải là công nghệ cơ bản của Web3 được tạo ra bởi một nhóm do hai giáo sư từ Đại học Stanford đứng đầu và làm việc chăm chỉ trong 5 năm qua. Điều này sẽ đặt nền tảng cho logic và công nghệ cơ bản trong kỷ nguyên Web3 trong tương lai, đồng thời cũng sẽ là cốt lõi cơ bản để những người bình thường trên khắp thế giới dễ dàng kiếm tiền, khởi nghiệp và tìm việc làm. Giờ đây không chỉ là kỳ vọng trong nước mà còn là kỳ vọng trên toàn thế giới. Thời đại Web 3 phải mang tính toàn cầu chứ không phải cục bộ, vì vậy giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với mạng Dujin, Quay Sâu và Tao Bao mà chúng ta biết. Dù bạn có tin hay không, xu hướng này đã rất đáng kể, ngay cả Bitcoin cũng đã được SEC chấp nhận và Bitcoin ETF đã được thành lập, đây là khởi đầu tốt nhất trong năm nay điều này có nghĩa là các tài sản điện tử khác sẽ dần dần được tích hợp với các sàn giao dịch chứng khoán, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế mã thông báo trong kỷ nguyên Web3. Trên thực tế, cộng đồng Pi Trung Quốc đã nhận thức được điều này nên đã nhanh chóng nghiên cứu thảo luận về vấn đề này. Chỉ là vấn đề thời gian, mọi người đều phải nhìn thấy những điều này. Vì vậy, bây giờ bạn hiểu rõ Web3 và biết Web3 là gì. Bạn có thể lo lắng rằng tài sản Web3 trong tay bạn sẽ không có giá trị cao sau khi mạng được khởi chạy. Bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng, chỉ cần Pi mở mạng chính sẽ có rất nhiều người cần đến supi của bạn. Bởi vì có quá nhiều người không có tài sản Pi. Những người giàu đó không phải là những kẻ ngốc, một khi họ nhìn thấy cơ hội kinh doanh và cơ hội của Web3, họ sẽ nhanh chóng nhảy vào. Giá trị của Web3 là rất lớn. Thứ nhất, chỉ riêng công nghệ cơ bản đã có thể mang lại giá trị lớn. Thứ hai, hãy suy nghĩ về điều này. Các ứng dụng web 3P hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau được phân cấp, bán phân cấp, vân vân, Cho phép, dữ liệu hoặc tiền được phân cấp. Thứ ba, các doanh nghiệp sẽ không nghĩ đến việc tự mình phát triển công nghệ cơ bản của web 3 mà sẽ sử dụng công nghệ hiện đã trưởng thành của Pi. Xét cho cùng, chu kỳ phát triển công nghệ cơ bản quá dài và thời điểm tốt nhất sẽ bị bỏ lỡ. Thứ tư, mọi người sẽ tham gia. Điều này có nghĩa là tiền sẽ chảy vào kỷ nguyên web 3 như chúng tôi đã nói trước đây, một pi bằng 300 đô quả thực không có trong vòng 3 tháng đầu kể từ khi mở mạng chính. Với mức giá này, nhiều người có thể có vốn để làm những gì họ muốn. Tất nhiên, hệ sinh thái phải được phát triển tốt, đây là cốt lõi. Con người sinh ra khá cô đơn, tại sao bạn lại nói như vậy? Bởi vì có rất ít hoặc thậm chí không có những người có thể luôn đồng hành cùng bạn trên đường đời bạn sẽ thấy rằng nhiều người sẽ chỉ đi cùng bạn một khoảng cách nhất định rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cuộc đời bạn. Hoa tàn, người tàn mát. Người tàn mát số phận không còn, sợ hãi cũng vô ích. Lựa chọn duy nhất chính là chấp nhận. Vì vậy, bạn phải học cách chấp nhận nhiều thứ cũng giống như sự xuất hiện của web 3P. Bạn phải học cách chấp nhận nó và làm thế nào để làm tốt nó. Trên đường đi chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều người làm web 3P giống bạn nhưng họ cũng chỉ đồng hành cùng bạn một thời gian mà thôi. Sự bắt chiếc không thể giống Pi được. Web3P ra mắt vào năm 2024 chắc chắn sẽ tạo lên kỳ tích, nên hãy cùng chờ đón.